Hello anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh của mình. Thì mình đang có mặt ở cổng game Thiên Đường Trò Chơi với số vốn là 45M. Hôm nay thì mình có mặt ở đây để tiếp tục chia sẻ cho anh em kinh nghiệm bắt cầu tài xỉu ở trên cổng game Thiên Đường Trò Chơi này anh em nhé. Ok anh em, tài trước thì vừa về xỉu 6 anh em ạ. Xỉu 5 chứ. Đây, xỉu 6, xỉu 5. Hai xỉu khá là bé anh em ạ. Trước đấy thì không có tay nào về quá 3 tay xỉu anh em ạ. Tay này thì mình sẽ đánh lên xỉu 5M anh em nhé. Sang bên M lên 5 nào. MD5 thì vừa về kép 9 anh em ạ. Kép 9 ở đây. Kép 9 này thì mình sẽ đánh tài nha anh em. Đánh tài 5M anh em nhé. Bắt cầu 3, 2, 1 anh em ạ. Rồi. Bên tài xỉu rồng xanh thì về tài 11 mất rồi anh em. Bên MD5 thì về xỉu 6 anh em ạ. Vừa vào thì khá là nhỏ. Tài 11 ở đây. Tài này thì mình tiếp tục đánh xỉu anh em. Tài này mình đánh xỉu 8M anh em nhé. Còn bên MD5 kép 916. Kép 916, tay này khả năng cao sẽ lên xỉu 7 rồi. Tay này sẽ đánh xỉu 10M luôn anh em. Tay này khá là tự tin anh em ạ. Ok, ăn xỉu 10, 8M ở bên tài xỉu rồng xanh này. Tiếp tục ăn xỉu 8, 10M ở bên MD5 anh em nhé. Anh em thấy bắt cầu ok không anh em? Quá chuẩn anh em ạ. Xỉu 10 ở đây. Tài này tiếp tục mình đánh xỉu 5M anh em ạ. Còn bên MD5 xỉu 8. Tay này tiếp tục theo cầu bệt xỉu đi anh em. Đánh xỉu 3M anh em nhé. Rồi, bên tài xỉu rồng xanh về tài 11 mất rồi anh em. Thêm 4M bên MD5 này. Ăn xỉu 10, 7M ở bên MD5 anh em nhé. Vẫn là bệt xỉu anh em ạ. Còn bên tài xỉu rồng xanh, chạy nhé cầu này là chạy cầu 1-1 anh em. 5 tay tài đơn. Cứ bắt cầu 1-1 đi anh em. Ta đánh xỉu 3M anh em nhé. Còn bên MD5 xỉu 10 ở đây. Tiếp tục theo bệt xỉu 3M thôi anh em. Ok, ăn xỉu 7, 3M ở bên tài xỉu rồng xanh này. MD5 thì về tài 12 mất rồi anh em ạ.
tài xỉu rồng xanh lại về xỉu 7 thì chắc là sẽ chạy cầu 11 rồi anh em. Tài này mình sẽ đánh tài 5M anh em nhé, theo cầu 11 anh em ạ. Còn bên MD5 tài 12 ở đây, tay này mình sẽ bắt lên tài 13 hoặc tài 11 anh em ạ. Tay này mình sẽ đánh tài 3M đi anh em. Rồi, không kịp đặt bên MD5 rồi anh em ạ. Bên tài xỉu lồng xanh thì về xỉu 10, gãy mất cầu 11. Còn bên MD5 thì về tài 13, ăn tài 3M anh em ạ. Đúng chuẩn tài 13 ở bên MD5 luôn, đọc đúng vị luôn anh em ạ. 7-10 ở đây, xỉu 7 lên xỉu 10. Tay này mình sẽ đánh tài 5M anh em nhé. Cầu bên MD5 12 13 ở đây thì khả năng cao là sẽ nhảy xuống xỉu tay này ở đây anh em ạ. Khả năng cao là sẽ về xỉu ở đây. Ok, ăn tài 13 5M ở bên tài xỉu rồng xanh này. MD5 đúng về xỉu 7 không anh em? Đọc cầu quá chuẩn anh em ạ. Thì 45M lên 56M, ăn được 11M cũng khá ok rồi anh em. Thì chắc là mình sẽ kết thúc video tại đây anh em nhé. Link game mình để ở mô tả video. Bye bye anh em.